tiếp tục ta đến với câu 48. Từ cái chữ số 02459 có thể lập được bao nhiêu số? A. Số có 9 chữ số sao cho số 0 có mặt 3 lần, chữ số 4 có mặt 2 lần, chữ số 0 có mặt 2 lần, chữ số 5 có mặt 2 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần. Như vậy 9 vị trí ha. Rồi, như vậy số 0 có mặt, có mặt 3 lần. Số 4 có mặt 2 lần. Số 5 có mặt 2 lần. Như vậy là 7 vị trí rồi. Vậy chỉ còn lại 2 vị trí thôi. Các số còn lại có mặt 1 lần, tức là số nào? Đó là số 2 và số 9. 1 lần. Đúng chưa? Như vậy thì đầu tiên chúng ta đưa số 0 vào trước. Số 0 đưa vào thì nó chỉ được đứng từ số 2 đến số 9 thôi. Như vậy là chọn 3 vị trí trong 8 vị trí và không có thứ tự. Vậy là C38. Như vậy thì 9 vị trí đã có 3 số đứng rồi. Vậy còn lại là 6 số, 6 vị trí chưa có. Ở đây là 3 vị trí này chỉ từ số vị trí thứ 2 cho đến vị trí thứ 9 thôi nha. Rồi, còn lại là 3 vị trí, 3 vị trí đứng rồi thì còn lại 6 vị trí. Lắp 2 cái số 4 vào C26. Rồi, 9 mà trừ đi 5 thì còn lại 4 vị trí, lắp 2 số 5 vào C25. Còn lại 2 vị trí lắp số 2 và số 9 thì có 2 dây thừa. Rồi, như vậy số cách chọn là C38 nhân C26 nhân C25 nhân cho 2 dây thừa. Rồi, chúng ta bấm máy tính nha. 8C3 nhân 6C2 nhân 5C2 nhân 2 dây thừa 16800. Cách chọn số được chưa? Rồi tiếp tục câu B nha. Nó lại là cũng là từ cái số là 0 này, 2 này, 4 này, 5 này, 9. Đã. Có thể lập được bao nhiêu số? Có 5, có 8 chữ số. Sao cho chữ số 2 có mặt 3 lần. Chữ số 9 có mặt 3 lần. Các chữ số còn lại, tức là số 0, số 4 và số 5 một lần. Rồi. Như vậy ở đây số 2 có mặt 3 lần. Ở đây là có 8 chữ số giống em. Số này có 8 chữ số. Như vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8. Số 2 có mặt 3 lần, số 9 có mặt 3 lần. Số 0 mình đưa vô trước đi. Số 0 này đưa từ vị trí thứ 2 cho đến vị trí thứ 8. Như vậy là có 8 cách chọn. Từ vị trí ấy có 7 chứ. 7 cách chọn. Từ vị trí thứ 2 cho đến vị trí thứ 8. 7 cách. Rồi. Sau đó mình đưa số 2 vào. Đưa số 2 vào thì 8 vị trí đã có 1 vị trí của số 0 rồi. Vậy chỉ còn lại 7 vị trí thôi. Đưa số 2 có 3 số 2. Vậy là C37. Tiếp tục đưa số 9
đưa 3 số 9 vào. Thì hồi nãy một chỗ là số 0, một 3 chỗ là số 2. Vậy còn lại là 8, là 4 chỗ đúng không? 8 trừ 4 thì còn lại là gì? Còn lại là 4. Ủa? Sao là 3 lần được ha? Số có 8 chữ số mà. Nếu mà số 2 3 lần, số 9 3 lần. Như vậy là 3 hàng kia là... là 9 số rồi, 9 chỗ rồi sao được. Ở đây 9 chỗ vị trí rồi. Các chữ số còn lại có mặt đúng một lần là 9 vị trí rồi. Phải là số này có 9 chữ số mới đúng. Còn nếu như vậy thì giờ phải sửa lại đề. Tức là số 2 có mặt 3 lần, nhưng mà số 9 thì có lẽ là có mặt 2 lần thôi. 3 với 2 là 5, 5 3 kia là 8. Sửa lại cho nó đúng xíu cho mọi em. Số 2 có mặt 3 lần, số 9 có mặt 2 lần. Số 9 có mặt 2 lần. Rồi. Như vậy là nhiêu? Hồi nãy là 4, 4 chỗ rồi. Vậy còn lại là 4 chỗ thôi. Vậy là 2 số 9 đưa vào là C24. Còn lại 2 chỗ thì là số 4 với số 5 đưa vào là 2 giao thừa. Như vậy trong trường hợp này là C7 chứ này, nhân C37 này, nhân C24 này, nhân cho 7 này. Ồ, nhân cho 2 giao thừa này. Rồi, làm bằng mi. Đó là 7 nhân cho 7C3 nhân cho 4C2 nhân cho 2 giao thừa. Vậy là 2940. Được chưa? Rồi, kết thúc câu số 48 nha. 48.